Sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp và ứng dụng của oxy nằm trong chương 4 oxy không khí của sách khoa hóa 8. Chúng ta sẽ cùng mở sách giáo khoa ra nhé. Chúng ta sẽ cùng mở trang số 87 ra để cùng chữa bài nào. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bài đầu tiên. Bài đầu tiên họ cho một số cụm từ trong khung. Cô đã check lên bảng ở đây. Và họ yêu cầu mình là điền những cái từ này vào trong những cái trụ chấm phía trên đây. Câu A là sự tác dụng của oxy với một chất là chấm chấm chấm, chúng ta sẽ phải điền các từ vào đây. Câu B, phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có chấm 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 được tạo thành từ hai hay nhiều chấm chấm, thì oxy cần cho chấm chấm của người, phẩy, động vật và cần để chấm chấm trong đời sống và sản xuất. Chúng ta sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 chữ chấm. Và ở các từ cần điền cũng có 1, 2, 3, 4, 5. Vậy sau đó chúng ta sẽ điền tất cả 5 từ này vào đây. Như trong bài oxy, sự oxy hóa và phản ứng hóa hợp ứng dụng oxy chúng ta đã học trên lớp, thì sự tác dụng của oxy với một chất được chính là sự oxy hóa. Sự oxy hóa vào đây. Tiếp chúng ta sẽ xử lý câu B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành thôi. Chúng ta sẽ điền từ một chất mới vào đây. Được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Những cái câu này khá là dễ, các em có thể mở lại sách giáo khoa trang số 85 và 86 để xem lại lý thuyết nhé. Khí oxy cần cho gì nhỉ? Chúng ta cho sự hô hấp đúng không? Sự hô hấp, kể cả con người và động vật đều cần khí oxy để hô hấp cả. Vâng, và cần để chỉ còn một từ duy nhất thôi, đó chính là đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Số 1, chúng ta tiếp tục sang bài số 2, trang 87. Đề bài như sau. Họ yêu cầu mình lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp giữa lưu huỳnh với các hợp chất thiên hệ của magie, kẽm, sắt và nhôm. Và họ đã cho những cái sản phẩm ở đây, cô đã trên bảng rồi, và họ yêu cầu mình viết phương trình này. Cần phép phương trình bình thường thôi. Chúng ta sẽ biết là magie. Còn như về sản phẩm tương ứng của nó sẽ là OS. Thì ta không cần phải cân bằng nữa. Tương tự như vậy đối với kẽm, lưu huỳnh tạo ra NS. Đối với sắt cũng vậy. Sắt thì ta chỉ mang hóa trị 2 thôi. Chúng ta sẽ có FeS. Còn đối với nhôm là có hóa trị 3. Do đó cộng với lưu huỳnh nó sẽ tạo ra Al2S3. Chúng ta sẽ điền 3 và lưu huỳnh và 2 và nhôm để cân bằng phương trình ở đây. Rồi, đã xong bài số 2. Chúng ta sẽ viết tiếp sang bài số 3. Oxy cần thiết để đốt cháy hoàn toàn metan, tức là có công thức C4 trong 1 mét khối khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích khí đo được là ở quỹ tiêu chuẩn. Cô sẽ tóm tắt đề bài như sau. Chúng ta có 1 mét khối khí. Và trong 1 mét khối khí này thì nó có 2% tạp chất không cháy. Đấy.
Số còn lại này chính là CN4. Người ta đem cái 4 men khối khí này đem đốt cháy, tức là cộng với oxy. Và sản phẩm tạo ra chính là CO2 với nước. Và người ta yêu cầu mình là tính thể thích oxy, tức là tính thêm oxy để đốt cháy lên lần này men khối khí. Và các khí điểm nào đều bị tiêu chuẩn cả. Trước khi đi vào bài này thì cô cần có một lưu ý nhỏ các bạn, đó là các bạn cần phải để ý đơn vị. Rất nhiều bạn đã bị nhầm một chỗ này, bởi vì chúng ta phải đổi mét khối ra để xin mét khối trước, hay còn gọi là lít. Chúng ta đã biết là một mét khối chính là bằng 1.000 để xin mét khối, và chính là 1 lít, thành 1.000 lít. Đó, thế là 1.000 lít đổi trước này. Và để làm bài này thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng cháy của metan, nó sẽ là CH4 cộng với khí oxy để tạo ra CO2 và nước. Ta sẽ đi vào phương trình này, chúng ta có 1 carbon, 4 carbon, chúng ta có 4 hydro, và đây chúng ta sẽ có 2 nước, và chúng ta sẽ có 2 oxy. Đó. Để tính được thể tích CO2, thể tích khí oxy, thì chúng ta phải tính N của oxy trước. N của oxy thì chúng ta sẽ tính thông qua N của CH4, và N của CH4 chúng ta sẽ tính thông qua thể tích của CH4 ở đây. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tính thể tích khí CH4 có trong 1 mét khối khí. Vậy thì thể tích CH4 100% tạp chất không cháy này, 100% trừ đi 2% tạp chất không cháy này, bởi vì nó sẽ còn lại là bởi vì 98% long em, và chúng ta sẽ là 980 lít. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tính được N của CO4 thông qua thể tích, bởi vì tất cả điều kiện tiêu chuẩn, do đó chúng ta sẽ lấy 980 và chia cho 22,4. Các bạn đồng minh con số này, cô cũng sẽ đồng minh. Và chính là 980 chia cho 22,4, chúng ta sẽ được là 43,75 mol. Và theo phương trình phản ứng, phương trình phản ứng thì ta sẽ có số mol của oxy gấp đôi số mol của CH4. Vậy thì N của oxy bằng 2 lần N CH4, và sẽ bằng 2 nhân với 43,75. Chúng ta sẽ được là 87,5 mol. Vậy thì thể tích khí oxy, khí oxy cần để đốt cháy một mét khối khí đốt cháy hoàn toàn khí metan trong một mét khối khí. Chúng ta chỉ cần nhân cái thể tích của CH4
nhân 2 lần lên là chúng ta đã có đáp số của câu này. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì thể tích khí là như nhau, và chúng ta thấy là thể tích của oxy gấp đôi thể tích của CH4, và chúng ta chỉ cần nhân đôi. Và ngày như ra nhưng cô sẽ chữa theo cách này để cho tất cả mọi người cùng hiểu được nhé. Còn cách kia các bạn về suy nghĩ thêm. Rồi chúng ta sẽ đi chữa sang bài số 4. Cho vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Người ta yêu cầu là phần A là dự đoán. Thế mình phải dự đoán xem hiện tượng nó là cái gì và sau đó là giải thích. Giải thích hiện tượng khi một cây nến đang cháy. Cháy vào một lọ thủy tinh. Tinh rồi đậy nút kín. Vì sao đèn cồn khi tắt đèn cồn người ta lại đậy nắp này lại? Cô sẽ giải đề như sau. Sẽ có một cái bình như này, một cái hũ đi, ta sẽ có một cái nến ở đây, cái nến này đang cháy, đó. Và khi chúng ta sẽ có một cái nắp ở phía trên này, ta sẽ đặt cái nắp lại, và mình kín. Vậy thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Các em nghĩ xem, trong một cái bình như thế này thì thể tích không khí nó đã bị giới hạn rồi, thì mà nến cháy thì cần có oxy. Vậy thì khi mà cháy như thế này thì thể tích oxy nó sẽ giảm dần cho đến hết. Và khi mà đã hết khí oxy thì cây nến này sẽ tắt, bởi vì nó không thể cháy thêm được nữa thì nó đã hết khí oxy rồi. Vậy chúng ta sẽ đi giải thích câu đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ dự đoán hiện tượng là cây nến đang cháy. Oxy sẽ giảm dần. Và khi hết khí oxy
vì khí oxy duy trì sự bùng cháy và nóng không em. Chúng ta sẽ sang phần B nhỏ. Vì sao khi tắt đèn cồn người ta lại để nó đèn lại? Vì tại sao khi mà tắt đèn cồn, khi mà một cây chúng ta sẽ có một cái nắp đèn cồn, và khi chúng ta đậy nắp rồi thì cái cồn này nó không được tiếp xúc với không khí được nữa, mà không tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị không tiếp xúc với oxy, mà khi không tiếp xúc với oxy thì sự cháy không diễn ra nữa. Vậy thì câu này chúng ta sẽ giải thích như sau: khi tắt đèn cồn với khí oxy. Chúng ta sẽ sang phần B. Phản ứng cháy của các chất trong bình khí
chứa khí oxy mãnh liệt hơn không thường. Điều này thì là chắc chắn rồi. Tại sao? Bởi vì các em tưởng tượng trong không khí như này chúng ta hít thở thì chúng ta sẽ chỉ có một lượng oxy nhất định thôi. Còn riêng trong một cái bình nào đó như thế này, chúng ta cho một chất cháy vào đây, cho một chất cháy vào đây thì nó được tiếp xúc với oxy nhiều hơn rất nhiều lần so với không khí thông thường ở ngoài. Do đó mà cái sự cháy xảy ra mãnh liệt hơn. Vậy cô sẽ giải thích câu này như sau. Phản ứng cháy trong bình chứa oxy trong không khí của mình là không chỉ là có khí oxy đâu em, nó còn có khí nitơ, khí CO2, đó, vân vân và nhiều chất khí khác. Chúng ta sẽ sang khí oxy. C, cô sẽ bước oxy sang này, cho nó liền này. C là sao? C nén trong mình đặc biệt vì trong cái bình khí bình nén này oxy này thì oxy cung cấp trong cái bình khí oxy này thì nó sẽ cung cấp oxy cho cái người thợ lặn và những cái bệnh nhân bị khó thở này, và cái oxy đó duy trì sự hô hấp cũng như là và duy trì sự hô hấp và duy trì những cái phản ứng trao đổi trong cơ thể để cơ thể có thể sống được. Vậy chúng ta chỉ cần giải thích ngắn gọn như thế này thôi. Bệnh nhân khó thở và thở lặng là việc lâu dưới nước. Thở bằng khi nén oxy. Cho mình đặc biệt duy trì sự hô hấp, chúng ta chỉ cần trả lời là duy trì sự hô hấp trong cơ thể. Okay, bởi vì trong cơ thể chúng ta những cái phản ứng này nó sẽ trao đổi những cái phản ứng trong cơ thể, trao đổi chất thì cơ thể có thể sống được. Đó, chúng ta đã kết thúc bài số 25. Cảm ơn các em đã lắng nghe, chúc các em học tốt. Chào các em.
Xin chào tất cả các em, cô là Giang, giáo viên dạy hóa tại trung tâm Việt sách. Cô hy vọng rằng những video của mình có thể giúp ích được cho các em trong quá trình học tập bộ môn hóa học. Nếu như thấy thích những video của cô, các em hãy nhấn like, chia sẻ và theo dõi chúng trên trang kênh YouTube của Việt sách và trang web học của Việt sách nhé. Tất cả những câu hỏi thắc mắc hoặc là góp ý phản ánh, các em còn có thể liên hệ với cô thông qua trang Facebook cá nhân hoặc là người mail cô đặt phía dưới. Rất vui khi được hỗ trợ và đồng hành các em trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video sau.